Đây ông bà cô bác Em ơi, nói dạ, với Khánh Nguyễn và gia đình ông xin kính chào ông bà cô bác luôn. Dạ, là nói đầu tiên là cho Khánh gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể ông bà cô bác luôn. Đây, nè em ơi, chào ông bà cô bác à, luôn nè. chào ông bà cô bác. Dạ, Khánh đang làm chả giò chiên, ăn với bún. Chả giò chay đây ông bà cô bác, bữa nay là cả nhà là dùng bún chay. Hồi chưa chị ba, hồi chưa em tính kêu chị đuổi rau câu. Tại em thấy mấy cái khuôn à, đây nè, chào bà cô bác, chị ba chào Khánh, chào bà cô bác luôn. Không có làm nổi rồi, hết làm nổi rồi, yếu rồi. Trời ơi, chị chỉ cần lâu lâu làm một lần là nó à. Chán ngọt xôi á, chán ngọt xôi á hả? Xin chào, em thấy có trái xôi, chán ngọt xôi ăn đi. Trưa nay có ngọt chưa? Ăn được không? Được. Trên chảnh có trái bự, chảnh nó ngọt không đi, thấy nó bị vậy ấy rồi đó. Đây bà cô bác ơi. Bây giờ gọt đi ấy luôn đi chứ. Nè. Đây bà cô bác. Đây là tàu hũ. Tàu hũ đi cái gì quên rồi trời. À, cà rốt. Tàu hũ cà rốt đây bà cô bác. Ở nhà có cà phê sẵn nè, chỉ kêu miếng nước cốt thôi. Giờ là ba chị em là chuẩn bị làm đồ ăn. Phương Linh nhớ lấy đậy lại nha, để rùi á. Sao chưa không nói hả? Xong chưa em? Mẹ nói Phương làm gì bên đó mà không qua chơi. Xong chưa? Nó rủ rủ cho câu quá. Cái gì? Chưa? Chưa. Đang nói chuyện đây. Nói chuyện mà nước nâu gì chảy tùm lum vậy. Đó. Mồ hôi ai ơi. Chị ba chỉ nhìn chứ. Có nhiêu đây thôi hả? Sao đủ hết ba nhà? Đủ không? À, đủ mà. Ở đây có mấy chả, mấy cái ông bà cô bác ơi. Này, ăn chay đó, ăn ít chứ không. Kinh tế. Ai mẹ? Có ba đi hả mẹ? Ba chuẩn bị túi giờ đồ xong ba đi á. Còn gì đó gì đồ xào chay nữa kìa. À, dễ xào chay nữa. Lấy gọt xôi đi Trang. Tại nãy em đợi. Gọt đi. Nãy trái xôi bự trên chảnh đang nằm trên rĩa. Đây ông bà cô bác ơi, ra ngoài bây giờ cái vườn ngoài mát rồi, Khánh đi ra ngoài đây. Ba đang tưới mấy gốc mai. À, buổi chiều thấy rất là yên bình, thấy không bà cô bác? Đó. Giờ là có bông búp búp hết rồi nè. Đó. Búp búp hết rồi. Đây. Này Khánh, để Khánh đi xuống nè. Đi xuống để chia sẻ cho bà cô bác xem. Khu vườn mai ở nhà đây. Cây này là cây cà này cà pháo nè mà cô bác nè, trái cà pháo nè đó, được cây cà pháo. Còn đây là cây mai là uống nè. Còn ở đây là có bông hòa gai đó. Cây nào cây nấy cái gốc bự lắm, ông bà cô bác thấy không? Gốc bự lắm. Đó, bây giờ ba thì đang tưới nè, bà đang tưới mấy tưới rào đi, tưới mấy gốc mai. Cây nào cây nấy cho bá lửa luôn. Đây cũng có thuốc cú nữa. Thuốc cú ở đây, cũng có trồng thuốc cú ở đây nè ông bà cô bác. Còn bên đây là cây này là con ngũ chảo. Nè, cây ngũ chảo nè. Đằng xa bên kia cái cây ngũ chảo luôn đó, ba trồng mấy cây được. Đây là cây vú sữa, đây cây sữa bây giờ Khánh đứng gần đây đó, trái rồi để coi ở dưới đây có trái nào gần gần ở đây không. Khánh chia sẻ cho mặt của bác xem. Đây Khánh thấy rồi ông bà của bác ơi. Đây nè, nè đó, đây nè ông bà của bác ơi đó. Nè. Đó. Nè, đây là bà cô bác. Đó. Vú sữa ở nhà đây quá, được mấy trái đây, ở đây nữa quá trời nè. Nhìn vậy chứ cũng nhiều lắm rồi nha. Bên đó nó kìa ông bà cô bác, đó, bên đó nữa nè. Này. Đó, bên đó nữa. Đầy đủ luôn. Đó. Nè, đây có hai trái nữa nè. Đó. Ở dưới đây thôi nha ông bà cô bác, đứng ở dưới nè, còn ở trên còn nhiều nữa.
dư sức ăn này. Rồi đó, mời các bác. Ở nhà cây gì trồng cũng có trái hết á, sung lắm. Rồi đây còn đây à. Đây mời các bác, bông hoa gai này là cắt được rồi nè. Giờ Trang đang ngọt sồi đây mời các bác. Thấy nó trắng trắng quá mà ăn không có chua hả Trang? Đây mời các bác ơi, nhìn để nước miếng luôn. Rồi, chút xíu lên là mời các bác dùng sồi. Đi lên. Lên nha mời các bác ơi. Lên chuẩn bị ở nhà ăn. Hả? Đây để thắm mở đèn. Mở đèn lên hết. Mở đèn lên hết em bật quá đây. Trời ơi, tí làm gì quá hả? À, gì vậy? Ư ừ, trời hay vậy ta. Này biết làm nữa. Này rau sống không bà cô bác. Rau này rau sống ăn bún. Đâu đâu cho đi đâu, làm đâu cho ba coi coi. Đâu? Hay vậy ta? Đâu? Đâu đâu qua đâu cho ba coi coi, lấy thêm dĩa để vậy đi, để chung hai dĩa anh chi. Ủa để cho một dĩa, hai dĩa để cho ấy. Ấy cho tao không nội ăn. Hả? Ừ. Đã, đâu? Nè tụi con chào ông bà cô bác nè. Rồi chúc bà cô bác sao? À, xu vô đây nè con. Vô nha. Nè đem bà cô bác. Đó, giờ chuẩn bị là dọn lên dùng đây. Chuẩn bị trả nhà giờ mời bà cô bác dùng bún luôn, một thau bún ở đây. Còn bên đây là rau sống. Giờ mấy đứa đang quét nhà đây ông bà cô bác ơi, thấy mấy đứa nhỏ thấy giỏi ông bà cô bác. Nè tụi con nè. Rồi tụi con đang làm gì đó? Quét bụi hả con? Rồi chuẩn bị vô ăn nha, tụi con có ăn không? Dạ không. Không ăn hả? Trời xu quá không ăn luôn hả? Xu quá không có tư cái rồi. Dạ. Rồi xu quá không có tư cái rồi. Con có tiền thiệt nè ba. Ờ. Đây nè, không có tư cái rồi. Thấy con không? Hùng Bá Tư nè, ôm cổ Hùng Bá Tư nè. Cảm ơn con nha. Đi, đi qua chuẩn bị ăn đem mà cô bác ơi. Ơi chuẩn bị ăn bún đây, bún chay đem bà cô bác ơi. Bún chay có thêm chả giò nữa, quá là ngon luôn. Rồi, đây. Đây nè, đó mẹ đã ra rồi, mẹ ra rồi chuẩn bị xong hết rồi. Rồi để Khánh chuyển mới quay tiếp lại đây. Rồi đó ăn rồi hả? Rồi xu vô nha. Tí vô lấy ghế ra ngồi ăn, tí có ăn không? Dạ có thì vô đây. Tắm xong ăn hay là ăn xong tắm con? Tắm rồi mà. Tắm rồi, giờ bung ghế ra tí ơi. Bây giờ là cả nhà chuẩn bị mời ông bà cô bác dùng luôn. Dùng cơm đạm bạc ngày Tết. Cái này là bún. Thôi con làm vậy tí cà rốt. Cà rốt nghe không con? Đây là xoài. Xoài này là xoài xoài khoai. Xoài khoai lang. Đang ăn xoài khoai lang trước nè ông bà cô bác. Này mẹ. Trong thời gian chờ đợi bún với đây, mưa ớt này là mưa ớt chai. Nhật Linh, Nhật Nam qua đây nè. Chứ nó cái nó dọn xong đi ăn hả? Đây. Trời ơi, thúc cũng chưa có giáo. À, em cuốn bánh tráng à, cuốn hả? Không. Đây mời bà cô bác dùng. Giờ sâu quá ăn. Sâu ơi. Dạ. Bác Tư bỏ chả giò con nha. Thôi hả? Con không ăn chả giò à? Thôi dạ, giống gì? Cái này. Giống như khoai lang. Khoai lang. Lâu với chưa? Hỏi vậy hả? Ăn nó đi. Trời, mai từ mang đi làm.
Chua mà ăn hoài, lén hoài. Tại nó ngon, thèm khế, nhưng mà không đếm đi hết nó nhiều lắm. Lại chảy ra. Không. Có trái chín. Mẹ ơi, mẹ đưa gì? Mẹ đưa làm gì? Lên cho em giải tán. Hả sớt nó ra mốt cái gì ba mẹ nữa. Mỡ về nó quên. Hôm con mớ rồi. Chia ra thôi chứ đâu có một người ấy được. Dữ lắm. Hết rồi. Cái nhỏ này thôi nha. Ừ. Bà ba đi đá mà ba. Chú ăn rồi. Sao nè con? Sao? Gỗi rau bự. Gỗi rau ứ hự hả? Vậy mà ăn hết luôn hả? Nấu ăn rau đau không thuốc. Rau cải bèo nhiều với mấy rau này ít. Dạo có gì hết, có dao thôi nhiều. Khoan đi, ăn này không mà nổi cho con cục nè. Hả? Giờ này sớm gì ông, tối rồi đó. Ăn đi. Này chưa cười đã tối. Đúng rồi, chưa cười tối, hồi nãy đang chạp rồi. Đang chạp, chưa nằm. Chưa nằm nửa sáng hả? Nằm nửa sáng. Xe đâu cũng đi, mở vậy. Đây của ba đâu? Dạ. Dạ ba. Anh ăn dài đây nè ông. Dài có ba mà anh cũng đi. Đi thử. Dạ nãy ba hỏi em bữa nãy. Đó. Không. Phải muốn mua cho ba cái đôi mà dày mà nó không có cái không. Cái ấy đằng sau á đi cho nó dễ. Nhà mình mời ba cô bác ăn bún luôn nè. Tí trang mặn, trang mặn dữ vậy coi. Tí nó quýu luôn rồi. Mời anh chị em dùng bún với gia đình. Rồi, mời bà cô bác dùng bún luôn. Bữa nay ăn chay. Nay ăn bún chay nha bà cô bác. Được ăn bún chay hả? Ngồi chung với gia đình vậy là ngon rồi. Chứ có ăn gì mà con phải ăn. Ừ, thì đó chán. Không, cái đó ăn người lớn ăn không được, nhỏ ăn không được. Nó nhỏ ăn không được con ơi. Em để nè em cuốn hả em? Chứ sao để bún, để bánh tráng cuốn hả? Không cuốn, em nói ăn cái này mà cuốn là nổi vốn. Không ơi, chứ ăn 2 tô. Ăn 2 tô nó hoài. 2 tô mà 2 tô bự chứ không tô này. Tí cho bác Tư mượn ăn nước tương. Để nước tương chế vô đây. Thêm nước tương vô đây nè. Ừ, nói ăn ngon quá. Nó nói ăn cuốn là nhanh no lắm. Nhật Linh, Nhật Nam nữa. Có dưa leo chứ mà, chết. Hết cho mẹ, hết cho. Hết bình dưa leo hả? Dưa leo là ngon mẹ. Trời ơi. Dưa leo bỏ vô. Dưa leo nhận đi, mà rửa đi. Rửa lấy rồi nè, chán. Nè, Nhật Linh, Nhật Nam qua nè con. Nè, chào ông bà cô bác kìa. Chào bà cô bác. Mất cái cầu à. Nó anh hai mất cái cầu rồi, qua ngồi đi con. Anh hai mất cái cầu. Thì tô con đâu? Con đó, nè. Ủa giờ còn tô nữa, thằng Nam không ăn hả? Chưa, thằng Nam chưa thấy dưa gì cho nên em chưa có làm. Nè, nãy ba em chưa à? Có gì anh hai nha, từ từ anh hai lấy con. Nó làm trên đó. Kìa. Nè, Linh. Không, con ăn này con. Nằm bên kia trái, bên đây trái. Đó. Con nhóc đi. Khỏi đánh luôn. Rồi, mấy đứa chơi quậy trong. Rồi, rồi cái đầu ngồi xích qua bên con rồi tí rồi sao? Con tí rồi, phải xích qua, xích qua nội nè, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Con ăn đi, ăn vô. Ăn rau nhiều vô, ăn không có chết đâu lo. Ăn rau nhiều vô. Không thích, là mình phải ráng ăn chứ không thích gì. Rồi đi đá banh được không? Được, dễ nhất nhưng mà... Dễ nhất ngon người ta. Gánh đội mà không hay nhất. Hả? Gánh đội mà không hay nhất sao? Gánh đội nó xạo quá người. Vậy mà. Có nói vừa mới được cái gì. Làm banh hết, không lẽ không ăn được. Chúc mừng con. Trời ơi, con bỏ dao đây hết cho nổi rồi. Nãy mới đá xong. Cho con đi. Nãy con mới đá xong con bị chọc chân luôn. Sưng cục. Ơi. Tưởng đâu lật xương. Mẹ con sao bỏ thêm bún vô đi. Đúng rồi. Bún mẹ con chủ yếu nó ăn bún thôi. Bún bên đây nè con. Vỗ bún bên đây nè. Có giá. Đây nè, giá nè con.
bị dắp cỏ. Nó bỏ dao qua trời quá trời luôn. Đi dắp cỏ vậy đi cà nhắc. Thấy dầu xúc vô. Thấy đi đá banh chị ở nhà thấy đi nhổ cỏ rồi thấy có lý rồi là nào mà Linh ơi. Ớm ở nhà con làm tứ đồ phụ nội rồi ớm liền à. Bà ăn bán bác ăn bún. Nhìn thấy rõ hết không con? Tí con qua con nhìn qua thấy hết không tí? Hết mà. Rồi. Linh nó bự quá mà. Em chưa ngồi bị xuống hết Linh. Đâu. Ngồi xuống đi cho anh cho tí nhìn coi, nhìn thấy bà nội luôn không con? Linh. Ủa, không thấy bà nội hả? Giao đây nè. Trời ơi, Linh. Linh bự quá hả? Thấy hết không? Trời ơi, nóng đi ngồi thổi. Cái đầu nó ra. Ê mẹ đây con ấy cho mẹ. Cái đầu nó lúng lúng. Trời ơi, tô bà nội. Tô bà nội. Để con thấy chữa máy quay cho. Trời ơi, cái tô của bà nội. Trời ơi, của mẹ đầy dữ à. Rau không à. Rau không. Chắc mẹ bỏ thêm hay gì á. Không, tí nữa. Linh bỏ qua đó. Bỏ dao qua hết ở đây rồi. Nữa kệ người ta ăn dao đi. Đói ăn dao đau cũng thuốc. Trời ơi, đầy quá sao. Trời ơi. Rồi. Xịt nước tương vô, à, xịt nước tương vô nữa xịt con, mày con, cao lắm mà chát hết á. Chị tươi ấy không? Mặn lắm á. Để hết rồi. Chị tươi ấy không? Ừ, không. Anh tươi ăn ôm em mát luôn. Chắc đi trong đó đi. Chủ yếu anh ăn rau thôi chứ. Lỗ hết luôn. Lúc này giảm cân mà đâu có ăn được cà đâu. Có luôn ấy. Chế vô đừng ấy con. Thì đó là chế đó rồi mới chế. Lên coi ăn dưa không? Không ai ăn dưa hết vậy? Có nội ăn đó. Dạ em bỏ một hà phụ. Nè em sắc ra ngoài đây nè. Con trái này nó bị già rồi. Con trái giò ấy ăn. Con trái rồi mẹ. Rồi mở bà cô bác dùng luôn. Mở bà cô bác ơi. Mở bà cô bác. Ngon quá. Chưa ăn được. Ngon nữa. Ngon quá. Quá ngon. Có giá vừa nó ngon, nó thơm, nó ngọt ngọt. Có giá mới ngon. Trộn cầm giá vô nè. Bỏ chả giò vô nè con. Có giá rồi thay vô leo cũng được. Chưa trộn. Sắc ít ít thôi chút ăn nữa sắc nữa. Em mấy giờ mới về con? Có dưa ăn đủ nữa hả? Ăn về. Ăn về. Ủa giờ ai cho ai chứ? Nó tự đi xe. Tự đi xe hả? Chả chai rồi. Ừ, cái này. Gấp đi. Mẹ mày đâu có qua. Tắm. Tụi nó rào quá trời. Nó trời có tụi dao, tụi có sao. Linh nó bỏ dao qua đây giáo rồi. Con không ăn rau mà. Ăn rau cho mát. Hàng chi em ơi ăn dao mới ăn hai tô chứ ăn bún mình dễ gì hai tô. Ăn dao nhiều. Không mà không có chưa ăn rất ngon. Con mình ăn hai tô. Tí tí anh ăn ba tô. Bỏ nó vô ăn rồi bạn. Giá hả? Nhiều lắm. Ít chứ. Bây giờ vô ăn ít giá rồi. Thôi. Trời ơi, tôi nãy thấy về rồi còn ngồi bánh nhậu nữa hả? Đâu mẹ? Về thấy rồi mà. Về rồi về. Còn nguyên. Cái chuyện anh thầm bánh đó. Còn mấy ông ở đây. Mấy ông gần ở đây hả? Nãy ba bán game mai nhỏ hay nó lên? Còn biết đi giáo anh chịu vậy? Mai nhỏ đó có ai mà. Cái thằng mai nhỏ đó có ai gửi gì vậy? Dạ xíu à. Thôi con thấy nụ đâu có cái này đó. Con thấy nụ quá trời. Hả? 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 Nám vậy. Ừ. Riêng Nam Quang luôn. Không giờ giòn đi. Mẹ. Cái cây xanh có nữa không? Cây xanh hả? Cây ăn nè. Cây. Hả? Cây xanh. Trời ơi. Tưởng cây xanh. Cây xanh. Ôi. Nó cà phê giống mặn quá hả con? Con làm mặn quá hả? Có ăn mặn lắm hay sao con uống nước? Con hát nữa. Ngon không Linh? Ngon. Ừ. Ừ. Nãy hả? Môn rồi. Có cái gì ngon không?
Còn phát tôm hả? Ừ. Ok, nó chả giò môn không? Mình chai phải môn rồi. Môn với củ sắn. Môn với gò hủ rồi. Dưới này có đậu xanh nữa mẹ. Nấm nha. Không. Nấm nè. Nấm mèo quá. Nấm ít thơm. Nấm mèo quá. Nhưng mà đậu xanh á. Nấm lòng cờ á. Nấm cua, nấm mèo mà. Qua ba ngày nấm lòng cờ. Nấm mèo mẹ ơi. Nấm mèo. Không, mèo cái này quá. Là nấm mèo rồi. Chưa là nấm lòng cô. Này đậu xanh đúng không? Dạ. Chưa chắc bị con chó vượt hay sao, nó vừa đi vừa đẻ cái trứng méo mẹo à. Vậy hả? Ừ. Đi lắm hả? Ừ, bà nội chỉ. Nam nam. Méo hả? Méo mẹo à. Dí qua. Nó bị dí á. Mà nó mắc đẻ, mà con chó nó dí. Chạy vừa tột. Bẻ luôn. Đúng nó. Cái đó mà quay lại được là ngon lắm á. Chó con nhỏ. Ngon quá hả? Ừ. Hay là ngon quá. Ngon. Ngon quá nó không nói nên lời. Tí nó ăn im re luôn. Nó một hộp cánh vô, thịt vừa chảy. Chút lần rồi. Chút lần về miền Tây rồi ta. 8 cây về 8 ký. Vừa hổm luôn. Ừ, phát quà cho bà con. Phát quà cũng hết hả? Đôi mẹ rau không mà. Tôi không mẹ bự quá mà. Đó thường Linh nó ăn rau mà. Ngay đó mình vẫn không ăn rau. Cái là cái dao gì đó, dao cái cô. Em xếp ăn từ từ, xíu nó ngán. Rau hả? Mẹ chắc ăn nửa tô này quá. Hả? Dao hả? Linh nó uống cái lòng sao thấy quá. Đâu có, nó ở nhà, anh nó ăn mì gói nhiều quá, tóc nó quăng hả? Đâu kiểu bây giờ. Kiểu gì? Do ăn mì gói nhiều quá. Hổng. Chú từ nắm đầu hoài chứ nó quăng rồi lo. Tí muốn giống vậy không? Tí nó ngồi lắc đầu. Chú từ tóc thẳng một thành tóc quăng. Chửi trong cái bồ đầu luôn. Hết giờ chú từ chưa? Ừ. Có rồi, chú từ chưa? Ra cái gì quen không? Mấy con gì? 3, 4. Con với em gì hả? Hai đứa tự đi hả? Ừ. Ba không? Mẹ đâu đi hả? Con không biết. Ba đâu đi không? Về Lâm Võ, 6. Đi trong ngày không? Cứ thằng mẹ em ở trên đây. Này ơi, phải có người thử người lại lo chứ. Ba lại. Ừ. Phải tanh nữa rồi. Hai đứa ba về đây. Ừ, hết xu ăn luôn con. Con ăn cái gì? Chào ông bà cô bác rồi con. Dạ. Chào con ăn cái gì? Chào Huynh Tay lại. Chào cô bác. Hả? Ăn cái tô rồi con. Ôi, ai làm cho mì ngồi đó ăn đi. Nè, lấy tô chú Tư nè. Có mì sáng nãy ăn cái giò. Nãy nó ăn cái này giò. À. Mắm lại cái gì? Đó con mửa tự cho ăn. Linh coi ăn đi Linh con điều bánh nữa cho nó ăn chay. Cái à con lấy cái chén nhỏ đó con múc ra con. Thiếu qua vậy nhở? Này hôm qua ăn cái tô đó dần qua đâu qua đó dần con không dám ăn nước mực cắt em á. Cắt em gì cắt mấy qua trăng chi đang quay mà. Chuẩn bị ăn tô nữa hả? Dữ vậy. Làm nè. Thế rồi. Thôi chốt đi. Tốt, tốt đi. Tốt ăn hoài hả?
chị nói ăn thêm cơm đó, ngại quá. Tại đợt này bà nội nghỉ cãi lâu quá. Tí nha, ăn vùng hai mang luôn kìa. Vùng hai gò má. Trời ơi. Vùng mang luôn. Đúng rồi. Thôi nãy ở nhà ngon quá trời luôn mà con bác ơi. Nó hồng đi mà má nó hồng luôn anh. Má nó bóng ra hai cục này nè. Cục ra. Coi chừng thằng vợ con. Rồi thôi cả nhà chào ông bà cô bác đây nè. Chào ông bà. Chào ông bà cô bác ở những video tiếp theo. Tí là Nam. Nam qua tắt luôn anh em. Ông Nguyễn Khánh Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Này, cho bà con uống hết bệnh á thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ á ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi Phong thôi đó. Thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình